Kiểu đứa công ba ba đúng không ạ? Sang Ferran và Huy Võ Sóc Trăng không ạ? Đi hiện tại 1-0 không ạ? Quá tốt cho Huy Võ, điểm 1 đều. Mà bà gì đá xuống ăn 6 con có gì trời. 5 đi. 3 cây à. Bỏ bóng tốt của Sam Varane. Điểm 2-1. Đây là Hồng Cơ Đắc, Huy, Sam Varane. Bên Sam Varane có sự có mặt của Hồng Cơ Bắp với Đen nha các bạn. Bên Huy Võ có Lâm Hưng và Nhân Đồ Bàn. Pha đá bóng tốt của Huy Võ. Điểm 2 đều. Quá ghê cho Huy Võ bạn, phát bóng quá tốt của Huy Võ. Điểm 3-2. Điểm đối diện đó. Lúc nó dẫn ngược 3-2 đây là ngược đúng không? Đầu tiên. Ngoài, bên ngoài. Huy Võ phát bóng ra ngoài. Điểm 3 đều. Bắt đầu. Oh. Sam Ferran tự sát. Điểm 4-3. Gì ta? Má có mặt lẽ gì? Ôi giời. Quá tốt. Dính đâu đầu luôn. Sam Ferran đỡ bóng đầu. Năm ba cho Huy Võ. Và phát bóng ra ngoài của Huy Võ. Điểm 4-5. Một pha chắn bóng tạt cái chắn ra ngoài của Huy Võ. Điểm 6-4. Huy Võ tiếp tục tự sát. Điểm 5-6. Bỏ bóng tốt của Huy Võ. Điểm 7-5. Sang Phương Rang. Quá tốt cho Lâm Hưng. Bóng ngoài. Điểm 6-7. Và đội bóng lọc trắng của Huy Võ. 8-4 đội sân.
Điểm 86. Quá tốt kỳ đường y của Huy Võ các bạn. Điểm 96. Huy Võ cùng với những pha phát bóng ra ngoài quá nhiều các bạn. Điểm 79. Huy Võ. Mày quýnh đi đâu? Một pha quá khích của San Fran các bạn. Gà đổ đó. Quá tốt cho San Fran các bạn. Điểm 9 đều. Quá tốt cho Huy Võ. Điểm 19. Điểm 19. Tiếp tục một pha tự sát của Huy Võ các bạn. Điểm 10 đâu. Huy Võ làm gì đây? Một pha giật lưới của Huy Võ. Điểm 11-10. San Fran. Làm gì đây? Quá tốt cho Huy Võ, một pha chấm bóng quá tốt. Mười hai mươi. Bỏ bóng quá khéo léo của San Fran các bạn. Điểm 11-12.
quá tốt cho Hy Võ. Mười ba, mười một. Một pha tự sát của Huy Võ. Mười hai, mười ba. Huy Võ làm gì đây? Quá ghê cho Huy Võ. 14, 12. Ai 42 anh? 42 phải không? Anh đây, tới đây, tới đây. Mười ba, mười bốn. Một pha phát quá bóng quá tốt của Samurai bạn, 14 đều. Mười bốn đều. Quá tốt. What the hell. Một pha vụt tay của chiên hai nhân đồ vàng nha các bạn. Điểm 15-14 quá đáng tiếc các bạn ơi. Điểm cuối cùng cho San Fran các bạn. Mười lăm, mười bốn. Kết thúc trận đấu. Quá đáng tiếc. Một pha bóng tự sát của San Fran các bạn bay ra ngoài. 15 đều. Vẫn còn cơ hội cho Huy Võ nữa các bạn. Đúng rồi, cái thằng đồ bỏ. Má, nói đi. Má chết đó. Chết lên nha.
15 đều. Ai sẽ là người chiến thắng? Quá tốt. Sang phân rang. Còn bóng vẫn còn các bạn ơi. Quá tốt, quá viên mãn cho team Sang phân rang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.